Xin kính chào tất cả anh chị và các bạn. Rất vui được gặp lại mọi người trong video tiếp theo trên kênh của Hoàng Long Solar. Và trong video ngày hôm nay thì em sẽ làm một video rất là nhanh gọn và sẽ tập trung chủ yếu vào báo giá sản phẩm của cái mẫu đèn ốp trần 400W này. Bởi vì hiện tại thì cái chương trình khuyến mãi của công ty Hoàng Long đang bắt đầu diễn ra và đang có cái giá mức giá rất là ưu đãi cho cái sản phẩm đèn ốp trần 400W 3 màu ánh sáng. Đấy, thì cái giá của sản phẩm này hiện tại là bao nhiêu và các cái thông số cấu hình cũng như là cái tác dụng ưu nhược điểm của mẫu đèn này như thế nào, thì xin mời tất cả anh chị cùng theo dõi và bắt đầu video này với em. Thì đầu tiên em cũng xin phép được giới thiệu cái chương trình khuyến mãi hiện tại đang diễn ra ở công ty Hoàng Long. Thì hiện tại là bây giờ là cuối tháng 3 và đầu tháng 4, thì bên công ty em đang triển khai một số cái chương trình khuyến mãi giảm giá cho một số cái sản phẩm của công ty. Thì trong đó có cái mẫu đèn ốp trần 400W 3 màu ánh sáng này của công ty anh chị ạ. Thì hiện tại như anh chị đã biết trước đây thì cái mẫu này được bên em niêm yết với giá là 1.250.000 đồng. Và giá tại thời điểm hiện tại trong chương trình khuyến mãi chỉ còn giảm còn có 1.100.000 đồng anh chị ạ. Và cái mức giá này thực sự là cũng chưa bao giờ công ty giảm giá sâu như vậy. Nên là với anh chị nào mà đang quan tâm với sản phẩm này thì em nghĩ đây cũng là thời điểm thích hợp. Tuy nhiên để chúng ta bỏ ra một số tiền hơn 1 triệu để mua một cái sản phẩm thì em nghĩ là anh chị cũng nên tìm hiểu qua. Thế thì bây giờ em sẽ giới thiệu cho anh chị là xem với cái số tiền đang được khuyến mãi giảm giá chỉ còn 1.100.000 đồng. Thì anh chị bỏ ra anh chị mua cái đèn như vậy thì có xứng đáng hay không? Đấy, thì nếu anh chị nào đã từng quan tâm và tìm hiểu về đèn năng lượng mặt trời thì biết rằng là nó có rất nhiều con mẫu mã, chủng loại. Thì trong đó chúng ta có thể chia làm hai loại chính là loại trong nhà và loại ngoài trời. Thế thì trong nhà thì nó có thể là mẫu chống lóa hoặc ốp trần. Và đặc biệt là cái mẫu ốp trần này thì em thấy là rất nhiều anh chị ưa thích. Bởi vì cái lắp đặt thì nó cũng khá là đơn giản. Và quan trọng là khi mà chúng ta sử dụng thì cái độ sáng nó được tỏa đều và nó không bị chói mắt trong quá trình chúng ta sử dụng. Thế thì cấu tạo chính của cái bộ phận của cái chiếc đèn này nó sẽ gồm có hai bộ phận chính. Thứ nhất là phần thân đèn thì em đang cầm trên tay này đây. Và thứ hai là phần tấm pin năng lượng để sạc. Ngoài ra thì nó có thêm các phụ kiện như là điều khiển hoặc là ốc vít đi kèm để cho anh chị phục vụ cái quá trình chúng ta sử dụng và lắp đặt sau này. Thì đầu tiên em sẽ giới thiệu cho anh chị về cái sản phẩm đèn là thân đèn này trước nhé. Thế thì với những mẫu đèn ốp trần thì anh chị có thể nhìn cái cấu tạo của nó sẽ là có hình tròn. Bởi vì sao? Bởi vì khi mà chúng ta lắp lên trên trần đấy, thì nó sẽ chiếu trực tiếp từ bên trên này xuống. Và cái mẫu hình tròn này thì làm cái mẫu nó rất là đẹp, phù hợp với rất nhiều không gian gia đình. Đấy, từ phòng có diện tích nhỏ đến phòng có diện tích to thì chúng ta đều có thể dùng cái mẫu này để chúng ta bắt lên. Thì cái thẩm mỹ của nó rất đẹp. Về cấu tạo thì nó sẽ được cấu tạo bằng nhựa ABS anh chị ạ, loại nhựa cao cấp. Thế thì cũng có rất nhiều anh chị thắc mắc hỏi là tại sao không cấu tạo bằng vỏ nhôm. Bởi vì cái mẫu này nó có một cái điều đặc biệt, đó chính là cái cấu tạo ốp lên trần. Thế thì khi mà chúng ta ốp lên trần thì nếu cấu tạo bằng nhựa thì nó sẽ ưu điểm nó sẽ nhẹ. Và khi mà chúng ta làm cũng như là chúng ta sử dụng lâu ngày thì nó sẽ an toàn hơn anh chị ạ. Còn nếu nó cấu tạo bằng nhôm thì nó sẽ nặng. Đấy. Và trong cái quá trình sử dụng lâu ngày thì nó cũng có thể là nó sẽ gây là cái đèn nó sẽ có thể là nếu mà chúng ta bắt cố định không chắc thì nó sẽ bị rơi rớt, thì nó cũng sẽ nguy hiểm hơn. Đấy, đấy là về cái phần thứ nhất là về cấu tạo nhựa hay là nhôm. Và cái thứ hai, lý do thứ hai là khi mà anh chị sử dụng trong nhà thì thực sự là với chất liệu nhựa hay nhôm thì nó cũng không có quá nhiều sự khác biệt anh chị ạ. Bởi vì trong nhà thì cái chất liệu bằng nhựa thì nó cũng rất là bền. Đấy, chúng ta có thể dùng 5, 7 năm, thậm chí 10 năm cũng vô tư. Đấy, chứ còn nếu mà nhôm thì chúng ta khi mà sử dụng ấy thì chúng ta quan tâm khi chúng ta sử dụng ngoài trời. Bởi vì ngoài trời thì có mưa, có nắng nên là chất liệu nhôm chắc chắn là sẽ hơn nhựa. Cái điều thứ hai mà anh chị cần quan tâm khi mà chúng ta lựa chọn cái mẫu đèn ốp trần này, đó chính là cái đường kính phía ngang này. Đấy, thì em có thể đo thực tế cho anh chị. Nó khác với những cái dòng đèn khác nhé. Thì khi mà anh chị lựa chọn cái đèn này, anh chị quan tâm cho em đến cái đường kính. Bởi vì sao? Bởi vì khi mà đường kính càng rộng thì là cái độ phủ sáng cũng như cái độ tỏa sáng của chiếc đèn sẽ càng tốt hơn. Thì hiện tại cái mẫu đèn ốp trần 400W 3 màu này đang được công ty Hoàng Long sử dụng là cái mẫu đường kính là 36cm anh chị ạ. Thì về nhà anh chị có thể đo thực tế. Đo thực tế từ đây để chúng ta kiểm tra hàng xem có đúng mẫu mã, đúng chủng loại hay không. Thì là với cái phiên bản là đường kính 36cm này thì nó sẽ cho một độ tỏa sáng rất là rộng, sẽ phù hợp cho anh chị lắp cái căn phòng từ 80 đến 100m2. Còn đương nhiên là chúng ta lắp ở những cái vòng nó nhỏ hơn thì nó càng tốt anh chị ạ, và nó càng sáng. Nhưng mà cái độ sáng tối đa thì nó có thể đạt được cái căn phòng là 80 đến 100m2. Thì anh chị nên sử dụng cái mẫu đèn ốp trần 400W 3 màu. Đấy, thì là về cái đường kính. Cái phần thứ ba mà rất là quan trọng đối với khi mà anh chị lựa chọn đó chính là hệ thống pin lưu trữ. Thì với cái phiên bản này thì bên em đang trang bị cho nó là 6 viên pin lưu trữ. Mỗi viên là 6.000 thì 6 viên là 36.000 mAh. Thì với cái dung lượng pin này nó sẽ cam kết cho anh chị là sáng suốt một đêm mà không bị hết điện đối với mẫu đèn này. Thực tế thì khi mà
em trước khi mà em làm video này và em test và cũng trải qua cái thời gian đã bán thực tế rồi thì rất nhiều khách hàng phản hồi thực tế là nó có thể chạy thoải mái dư sức qua một đêm anh chị ạ. Đấy, không phải là 12 tiếng mà thậm chí 14 hoặc 16 tiếng là nó có thể chạy được như vậy. Và cái điều thứ ba mà anh chị cần quan tâm đó chính là hệ thống chip LED. Thì em sẽ mở luôn thực tế cho anh chị có thể quan sát luôn cái hệ thống chip LED của mẫu đèn này. Thì trên thị trường đối với các dòng đèn ốp trần ấy thì anh chị tìm hiểu nó sẽ có hai cái dòng LED phổ biến. Thứ nhất là dòng LED 2835 và thứ hai là dòng LED 5730. Thì những cái mẫu đời cũ ngày xưa thì nó vẫn sử dụng LED 2835, tức là LED nhỏ bằng một nửa cái LED này. Thì anh chị không nên mua những dòng đèn như vậy, bởi vì cái độ sáng nó sẽ kém và cái hiệu suất sử dụng điện của cái mẫu đó thì nó sẽ không bằng những mẫu 5730, bởi vì là LED nhỏ thì có thể sẽ sáng yếu hơn và thứ hai là có thể sẽ tăng tiêu tốn điện năng hơn anh chị ạ, mà nó không hiệu quả sáng. Thì còn bây giờ thì tất cả gần như các dòng đèn hiện tại thì nó đều sử dụng LED là 5730. Đấy, thì anh chị có thể quan sát. Nhưng con LED 5730 là anh chị khi mà chúng ta không có kinh nghiệm nhé, là chúng ta cứ nhìn là nó cứ hình dài dài ấy, nó hình chữ nhật. Đấy thì gọi là LED 5730 và LED to. Đấy. Và cấu tạo đặc biệt của cái mẫu này, tại sao nó tạo được ra ba màu, bởi vì anh chị nhìn đây thì nó sẽ kết hợp giữa các LED vàng và LED trắng xen kẽ nhau. Đấy. Nên là khi mà chúng ta bật lên thì nó sẽ chạy so le, tức là khi mà chúng ta bật màu vàng thì là nó sẽ sáng LED vàng, còn khi chúng ta bật màu trắng thì nó sẽ sáng LED trắng. Thì bây giờ em có thể bật thực tế cho anh chị xem nhé. Nên là chúng ta bật on lên này. Đấy, anh chị nhìn này. Bây giờ em sẽ bật sang màu trắng thì anh chị nhìn này, tất cả các LED trắng bắt đầu nó sáng. Bây giờ em bật LED vàng, tất cả LED vàng nó sáng. Và khi mà chúng ta bật thì nó sẽ ra màu trung tính, tức là kết hợp giữa hai LED. Thế thì cũng tiện đây em sẽ chia sẻ cho anh chị một câu chuyện là cũng có rất nhiều anh chị hay lăn tăn về cái vấn đề là khi mà chúng ta bật lửa một nửa số lượng LED thì nó có độ sáng nó có giảm đi nhiều không? Bởi vì cái mẫu này thì bên em có thêm một phiên bản nữa là mẫu đèn ốp trần 400W chỉ màu trắng thôi. Thì cũng chia sẻ với anh chị là thực sự là khi mà anh chị chạy một nửa chip LED này thì nhưng cái dòng điện thì nó lại kích cho con chip LED này nó sáng mạnh hơn anh chị ạ. Nó thực ra là nó có giảm một chút nhưng mà nó không đáng kể. Ví dụ như nếu mà anh chị full 100% toàn bằng LED trắng thì nó chạy 100% công suất, nhưng là nếu chúng ta chạy một con này thì điện nó sẽ dồn hết vào con này thì nó sẽ chạy tầm 80 anh chị ạ. Tức là độ sáng nó sẽ kém hơn nhưng nó không giảm nhiều. Do vậy là khi mà anh chị sử dụng cái mẫu này thì em nghĩ nó sẽ ưu điểm và nó sẽ lợi thế hơn so với cái mẫu mà đọc màu trắng. Bởi vì chúng ta thứ nhất là có thể điều chỉnh được độ sáng. Cái thứ hai là chúng ta có thể sử dụng mà theo cái nhu cầu căn phòng chúng ta lắp đặt mà độ sáng nó không bị giảm quá nhiều. Mà cái giá cả thì hiện tại là nó cũng như nhau. Đấy, nên là tính năng nhiều hơn nhưng mà giá cả lại như nhau. Thì em nghĩ là đây là một cái sự lựa chọn khá là hời cho anh chị trong thời điểm này. Thì em cũng sẽ nói hơi sâu một chút về cái hệ thống chip LED này để giúp anh chị có thể hiểu hơn về cái mẫu đèn này. Thì đây là cái phần mà anh chị lưu ý khi mà chúng ta lựa chọn. Thứ nhất là lựa chọn theo cái loại LED là 5730 cho em. Đấy, pin thì chúng ta nên lựa chọn loại pin dung lượng cao, ví dụ như là 6 pin, 7 pin gì đó hoặc 5 pin. Đấy, chứ không nên chọn cái loại đèn nó pin ít quá mà công suất cao. Đấy thì không được. Và khi mà chúng ta lựa chọn cái đèn 400W 6 pin thì đồng nghĩa là chúng ta cũng phải lựa chọn một cái tấm pin kích thước tương ương và có thể nạp được cho cái hệ thống pin này, thì khi đó thì đèn nó được sử dụng hiệu quả. Và bên em hiện tại đang trang bị cho anh chị là một tấm pin 35x70, tức là chiều ngang này là 35. Đấy, thì chúng ta về chúng ta có thể kiểm tra và đo lại. Đấy, thì em đo thực tế đây là 35cm này và cái chiều dài này là 70cm. Đấy, thì cái điều này là chúng em khẳng định luôn. Và khi mà anh chị nhận hàng thì chúng ta có thể kiểm tra thoải mái, hàng không vỡ hỏng, và đo lại kích thước xem nó chính xác là mẫu tấm pin nó không. Đấy, thì vì khi mà chúng ta sử dụng tấm pin ấy thì chúng ta quan sát là những cái khoảng đen này nhiều. Và đặc biệt nhất hiện tại em thấy trên thị trường nó còn có một số cái mặt hàng, tức là người ta không làm cái nền trắng này anh chị, mà người ta làm cái nền đen luôn. Đấy, và cái tấm pin đen dẫn tới là một số anh chị mà chưa có nhiều kiến thức ấy thì chúng ta dễ bị đánh lừa. Chúng ta nhìn cứ tưởng toàn màu đen hết là nó nạp điện tốt, nhưng không phải. Đấy, chúng ta nhìn kỹ thì chúng ta chỉ quan tâm những cái cell pin này thôi. Đấy, nó là cái phần nạp điện. Còn những cái đơn vị mà người ta cố tình làm cái nền đen này thì em nghĩ là anh chị nên loại bỏ luôn, chúng ta không mua. Bởi vì tại sao lại phải làm thế? Bởi vì cố tình che giấu đi cái sự thật để cho khách hàng không biết được, khách hàng hiểu lầm, đúng không ạ? Đấy, thì chúng ta nên chọn những cái tấm pin nó có cái phủ cell này màu đen nhiều và cái nền màu trắng này nó ít. Đấy, thì chúng ta có thể lựa chọn được những tấm pin tốt và hiệu suất sạc cao. Ngoài ra thì đối với tấm pin năng lượng mặt trời của những dòng công suất cao thì anh chị nên chọn cái dây có đường kính to. Thì cái vấn đề này em cũng đã nói rất nhiều rồi, đấy, thì em chỉ nói qua thôi thì để cho anh chị có thể nắm bắt được. Đấy, thì đấy là hai cái vấn đề mà chính em cần muốn chia sẻ cho anh chị về cái mẫu đèn năng lượng ốp trần 400W 3 màu này. Thứ nhất là về tấm pin, thứ hai là về thân đèn. Ngoài ra thì khi mà anh chị mua cái sản phẩm này thì sẽ được đi kèm với một bộ bu lông ốp vít, một chiếc móc khóa tặng kèm của Hoàng Long, một phiếu bảo hành trong vòng 2 năm đối với cái sản phẩm này.
Ngoài ra sẽ có điều khiển đi kèm. Thì với cái điều khiển này thì anh chị có các chế độ sử dụng như là bật tắt bằng tay, sử dụng nút on off ở trên đây. Em có thể bật tắt cho anh chị xem. Đấy, ví dụ on đây. Đấy. Off đây. Đấy. Tiếp theo là chúng ta có thể tăng giảm độ sáng. Đấy, anh chị nhìn này. Đấy. Hoặc là chúng ta có thể điều chỉnh màu. Đặc biệt của mẫu này là chúng ta có thể điều chỉnh được màu. Màu trắng này, màu trung tính này, màu vàng này. Và chúng ta có chế độ auto, tức là buổi tối tự sáng và ban ngày tự tắt. Và các chế độ hẹn giờ. Nói chung là đầy đủ các chức năng như một chiếc đèn năng lượng mặt trời bình thường. Nhưng mà nó có thêm chức năng chỉnh màu nữa. Đấy, do vậy là với cái mẫu này thì nó rất là hay. Và trên đây thì em cũng đã giới thiệu khá là chi tiết về cái mẫu đèn ốp trần với công suất là 400W này anh chị ạ. Em sẽ tổng kết lại một chút. Thì thứ nhất là về cái chương trình khuyến mãi thì giá hiện tại của sản phẩm này đang là 1.250.000, giảm còn 1.100.000. Tuy nhiên thì cái chương trình khuyến mãi này không có nhiều và cái thời gian nó cũng có hạn. Do vậy anh chị nào quan tâm thì chúng ta có thể liên hệ sớm để chúng ta đặt hàng. Cái thứ hai là về thông số cấu hình cũng như cách chọn lựa thì em cũng đã chia sẻ, và đặc biệt là cái tính năng chỉnh màu của nó thì rất là ưu việt, và cái độ chiếu sáng của nó thì có thể phủ được cho căn phòng 80-100m². Và nếu anh chị quan tâm về cái mẫu sản phẩm này thì có thể liên hệ với lại công ty em theo số điện thoại là 0865 999 515, hoặc là truy cập trực tiếp vào website hoanglongsolar.com. Thì bên em có để thông số rất là chi tiết cũng như là giá bán tham khảo tại từng thời điểm của mẫu đèn sản phẩm này. Và một lần nữa cảm ơn tất cả anh chị đã dành thời gian theo dõi video. Hẹn gặp lại anh chị trong những video tiếp theo.